bên cạnh nó. Được chưa? Nào, khi mà vận ngữ y đứng một mình thì nó sẽ viết thành dưới này. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong quá trình học chúng ta sẽ gặp những âm viết như thế này. Thì tiền thân của nó là cái gì? Chữ y dài là A thì tiền thân của nó là y ngắn là A. Được chưa? Y dài là E thì tiền thân của nó là y ngắn là E. Đúng không nào? Thì nghĩa rằng là những âm này là những âm khi mà những âm này lúc mình không có gì đằng trước nó thì nó sẽ biến đổi thành như thế này. Được chưa? Cách đọc ứng dụng nguyên nào người đọc đây là gì đấy ạ? Dạ. Rồi, mọi người sẽ đọc lại nhá. Dạ. 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 Đây là dê. 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 Đây là dinh. 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 Dô. 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 Dạ. 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 Yêu đương đâu nhá, là yêu 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 đúng
Đỉnh chiều nhé, hay là chiều. 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 Nữa đây là gì? Khuyêu. Khuyêu luôn. Chi. Chi. Chi đi yêu là? Chiều. 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 Đúng rồi. Lưa đi yêu là? Liêu. 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 Đúng rồi, nữa đọc nhé. Chiều. 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 Liêu. 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 Rồi, bây giờ mình nhìn này. Những âm ZQ này, ZC này, SH và CH thì đặt gần gần tương đương âm tròn tiếng Việt mình ấy. Thế nhưng mà ví dụ bây giờ mình có một cái từ đó là từ chi chẳng hạn. Chi, 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 chi. Đó. Thì bây giờ mình thử nghe xem nó có những chữ gì không nào. Chi. Chi, chi, chi. Thì chắc chắn là âm đằng sau làm gì đã? In. Vậy âm đằng ta là âm y đó. Đúng không? Chứ là chi. Thế bây giờ như này. Trong tiếng Trung Quốc này có Z này, Q này, ZC này, SH và CH này. Đọc gần gần ở giống âm tròn. Thế bây giờ nếu mà nó là chi thì là âm nào sẽ là âm đứng trước nó đây? Âm gì? Đó. Thì rất nhiều trường hợp chúng mình sẽ không phân biệt được là rằng là của. Thế bây giờ âm tròn này thì mình biết chỗ nào cho hợp lý. Thì nó có một quy tắc là gì? Đó là khi mà những cái phiên âm này mà có chữ Y đứng đầu thì nó chỉ có thể kết hợp được với gì đây? Z với X mà thôi. Nghĩa là những cái âm là Z này, C, SH và CH là một. Hiểu cái này không ạ? Nhớ. Nghĩa là tất cả những âm nào có chữ Y đứng đầu thì nó chỉ kết hợp được với Z với X thôi. Ví dụ bây giờ mình có từ nữa. Chim. 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 À, nào. Chim. Chim. Ok, thì bây giờ có âm nào đây? Đúng, quy và y nào gò, đúng không? Y nào gò hoặc là yên mà, đây này, hoặc là yên. Thì chim, bật hơi, sẽ là quy y nào gò. Ví dụ thử nữa. Nào, chiang. Chiang. Quy y a. Không, bật hơi, chiang. Di a nào gò, đúng không? Nào, bây giờ thử làm từ nữa đi nào. Xiong. Xiong. Không, xiong đúng rồi. X gì? X, Y, O nào gọi. Chính xác, đó là yong. X là xiong, đúng không nào? Cái này là để luyện cái khả năng nghe của các bạn. Còn bởi vì chúng mình là buổi đầu tiên, cho nên là cái việc mà không nghe được là hoàn toàn bình thường nhá. Cho nên các bạn đừng lo lắng. Những cái buổi bắt đầu từ buổi thứ 5 trở đi thì chúng mình sẽ mới biết được là mình có học được tiếng Trung hay không. Được chưa? Chứ còn 5 buổi đầu tiên là bỡ ngỡ là chẳng là bình thường, giống như mới đến trường vậy đó. Nhưng cố gắng nhé. Ok. Nào. Bây giờ mình nhìn. Đây là con này là con gì đấy ạ? Niêu. Niêu. Đúng không? Đây là nữ yêu. Niêu. Rồi, đây là gì? Chiêu. Chiêu. Đây là gì? Chiêu. Tiêu. Tiêu. Chính xác là vậy. Đây là gì ạ? Niêu. Ba. Chiêu. Ba. Tiêu. Ok, chính xác. Đó, bây giờ quay lại ông này là gì ạ? Chiêu. Rồi, đọc ngang ra nhé. Chiêu. Chiêu. Đây là? Chiêu. Chiêu mà. Chiêu. Rồi, đây là gì ạ? Chiêu. Đúng rồi. Chiêu. Bật hơi bật hơi bật hơi. Chiêu. Đúng rồi, ông này là gì? Chiêu. Chiêu. Đúng rồi đấy, ông này là gì? Chiêu. Đúng rồi, chiêu. Chiêu. Và đây là? Chiêu. Đúng rồi, chính xác, đọc nào. Chiêu. 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 Chín. 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 Chia. 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 Chiêu. 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 Ok, nào, bây giờ thử nhá. Đây là gì ạ? Chiêu. Yao. Chiêu. Ya, chiêu, chiêu. Đúng rồi. Chiêu. Đúng. Chín. Rồi. Chín. Bắt đầu đây. Chín. 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 Rồi, cái tiếp theo. Chào. Bắt đây. Chào. Đúng rồi, chính xác. Chào. Đi qua, đi qua, đi qua. Chào. Yêu, yêu. Chào. Yêu, yêu. Chi, yêu là. Chiêu. Chín. Đúng rồi, đây là gì? Chiêu. Đúng rồi, chính xác rồi. Mọi người nhớ được này chưa? Ok. Nào, tiếp theo nào. Mình đi nào.
Nào, bây giờ mình nhìn nhớ. Đây, những âm nào mà không kết hợp với nhau mình sẽ chống như thế này nhá, chống như thế này. Mình nhìn thấy. Ok, ta thử nhớ, đây là gì ạ? Chia nha. Chia. Đúng rồi, chia. Chia. Thế là? Chia. Rất tốt, đây là gì? Mia. Đúng rồi, đây là gì? Chia. Đây là? Chia. Rất tốt, đây là gì? Piao. Đây. Piao. Rất tốt. Tiêu. Rồi, đây là gì? Liêu. Và đây là? Xiao. Rất tốt, đây là gì? Piàn. Rồi. Piàn. Rồi. Tiên. Rồi, thiên. 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 Đây là? Chiên. 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 Rồi, đây là gì ạ? Miêu. Đúng không? Đây là iu là o ở giữa mà. Iu đúng chưa? Đây là miêu. 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 Đây là miêu. 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 Đây là chiêu. 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 Đây là chiêu. 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 Đây là pin. 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 Đây là nín. 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 Đây là chín. Đúng rồi. Bing. 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 Nghe lại, nghe lại, nghe lại. Bing. Nào mọi người, nếu mà mọi người đọc là bing, không sai, không đúng. Binh sĩ là không sai, là sai rồi. Được chưa? Mà nó phải là, nó kéo dài ra, nó nhai ra. Là bing. Bing. Rồi, bing. Bing. Đúng rồi, bing. Bing. Đừng binh nhá, đừng binh. Binh sĩ, binh, binh là sai đó. Binh, binh lính là sai đó, được chưa? Nhai ra ra, bing. Bing. Đúng rồi, chính xác, đây là gì? Đây thế. Mình. Đúng rồi. Minh. 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 Đúng rồi, đây là? Linh. 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 Đúng rồi, đây là gì? Xinh. 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 Đó, đúng rồi, chính xác. Nào, từ đây là gì ạ? Nhàng. Nhàng, nhàng, nhàng. 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 Đúng rồi, đây là gì ạ? Chiang. Và? Chiang. Ok, đây là? Chiang. Yung yung. Chiung. 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 Rồi. Chiung. 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 Đây là? Chiung. Rất tốt. Nào thử nhớ đây là gì ạ? Chiang. Rồi. Chiang. Rồi. Đâu đây? Pien. Đúng rồi. Đây là gì ạ? Niêu. 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 Đúng rồi. Đây là gì ạ? Chia. 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 Đúng rồi, đây là gì ạ? Pao. Yao yao. Piao. Chiao. Piao. Bật hơi này. Chiao. Pao. Piao. Đúng rồi, ngay em ra bật hơi ra. Chiao. Piao. Đúng rồi, chính xác rồi. Đây là gì ạ? Chiao. Đúng rồi. Mien. 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 Đúng rồi ạ, đây là gì ạ? Bia. Biên. Biên. Rồi, đây là gì? Miêu. Miêu, rồi. Miêu. Miêu. Ok, đây là gì ạ? Miên. Yên, yên. Miên. 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 Đọc lại nào, đây là gì? Đây này phải không? Miêu. Miên. Miên. Nào, y. Đây là gì ạ? Có nào, đây là gì ạ? Y ăn là gì? Yên. Yên, đúng không? Thì là nưa, yên gì? Miên. Miên. Rồi, đây là gì ạ? Chiên. Đúng rồi, chính xác rồi, đây là gì? Đây đây nào. Rồi, tiếp theo. Ping. 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 Rồi, đây là gì ạ? Chín. Không bật hơi. Chín. 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 Đúng rồi, đây là gì ạ? Ting. 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 Rồi, đây là gì? Linh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác. Sinh. 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 Đừng. Ví dụ như em sinh thế thì là sinh rồi. Nhưng mà em sinh thế thì là yung. Được chưa? Thế chưa là nhiều người Trung Quốc ấy. Trung Quốc họ nói, ví dụ như họ khen cô gái Việt Nam mình chẳng hạn. Là em sinh thế, họ không nói được em sinh thế đâu mà cứ em sinh thế. Thế cho là cái sinh nó nhai ra.
rộng tinh giống như Việt Nam mình. Cho nên mình nhai em ra, kéo dài em ra nhá. Nào, còn áo hoa là gì ạ? Xinh. Xinh. Ok, đây là gì ạ? Tinh. Tinh. Không thò. Tinh ở đây mà, tinh ở đây mà. Đây là to. Tinh. Tinh. Ok, mọi người nghe em là bài thấu. Có mà, đây là tinh. Tinh. Đúng rồi, tinh. Rồi, nghe, tiếp theo nào. Leon, rồi, đó là gì? Chia. Đúng rồi, chính xác. Chung. Đúng rồi. Chi. Chung. Không, chung. Chung. Trông luôn. Chiêu. Đúng rồi, đầu to nào, bé lẽ quá. Chúng ta nên nhớ làm sao bạn hả? Đầu em vẫn chưa nhớ được một cái. Không sao ạ, không chưa nhớ vì xuống như là các bạn đọc ấy. Hoặc là mình đọc ấy, mình nói to là đọc sai thôi. Sao lại con sửa lại cho, vấn đề gì cả, nhớ. Rồi, gần đến hồi kết. Nào, bây giờ mình đọc gì đây ạ? Nào bây giờ đây là gì ạ? U và A nhớ nhá. Mình nhìn thấy cái gì là mình sẽ ghép lại với nhau. Nhớ đây là quá. Quá. Đây là quá. Đúng rồi. Quá. 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 Quay. 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 Quan. 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 Quay. 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 Quan. Quan. Xuân.
ôi. Cua luôn. Trời ơi, đây là gì nhỉ? Ôi, đây. Chua. Không. Ua. Ua là gì? Xoay ua. 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 Thì thật là hạt gì? Hoa. Hoa. Đúng rồi, hoa hoa. Hoa hoa đâu nhá. Là mình trước khi mà mình biết tiếng Trung thì sẽ đọc hạt hoa. Nhưng mà sau khi học tiếng Trung thì mình đọc hạt gì? Hoa hoa. Hoa. Xin nhớ please. Nào, ok, xem mình có gì ạ? Chua. Chua rồi đấy, không chua đâu. Chua. Chua. Hoa hoa hoa. Xem 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 xem. Chua. Chua mà, chua hoa gì? Chua. Chua. Đúng không? Nào, bây giờ đây là gì đây ạ? Chua. Chua đây này, thấy chưa? Khác nhau mà. Đây là chua, đây là chua, khác nhau nhớ. Rồi, đây là gì ạ? Chua. Quan, 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 quan. Chua. 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 Rồi, đây là gì? Chua. Quan, quan. Chua. Nào, bây giờ mình nhìn nhá. Mình phải nói âm tròn này rõ chữ, nghĩa là sao? Âm này là chuan, còn âm này là chuông. Mình đừng làm sao mà mình đừng đọc để người ta bị nhầm lẫn giữa âm chuan và âm chuông nhá. Bởi vì cái đó nó sẽ tiếng Việt cũng thế thôi, đúng chưa nào? Nghĩa là khi mà mình đọc những cái âm lớn 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 nhau thì mình nghe người ta sẽ khó để phân biệt mình đang nói cái gì. Chính vậy mà đây là âm chuan. Đó là mình khép miệng vào. Còn âm chuông là mình phải mở miệng ra, được chưa ạ? Nhớ, hai cái này là một người hay bị dễ là quan và quan là một người hay bị dễ lẫn với nhau. Cho mình cố gắng nhé, đây là gì nào? Chuan. Đúng rồi, đây là? Chuan. Đúng rồi, chính xác đây là gì? Chuan. 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 Rồi. Chuan. Đúng rồi, đây là gì? Chuan. 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 Đây là gì? Chuan. 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 Đây là gì? Chuan. Quân quân quân. Chuan. Đúng rồi, đây là? Chuan. Quang 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 quang. Chuan. 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 Đây là gì ạ? Chuan. Quang quang quang. Chuan. 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 Đây là gì? Chuan. Quay. Chuan. Đôi. Chuan. 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 Đúng rồi, đây là gì ạ? Rua. Rua mà. Rua. Rua. Đây là gì? Rua. Quan. Rua. Rua. Đúng rồi, đây là gì? Rua. 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 Ca. Ca. Qua. 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 Đây là gì? Quay. 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 Đây là gì? Quang. 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 Bật đừng hơi nhá. Đây là gì? Quang. Khoa. 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 Đây là gì ạ? Quay. 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 Đúng rồi. Khoa. Đúng rồi. Đây là gì? Khoa. 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 Rồi. Khoa nhớ. Khoa. Đây là gì ạ? Quay. 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 Đúng rồi. Đây là? Khoan. 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 Ok. Từ đây một nhé nào. Xin mời. Chơi. Rồi. Xuân. Rồi. Xuân. Qua qua. Xuân. Rồi. Xuân. Đây mà. Qua nào mà. Xuân. 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 Rồi. Xuân. Rồi. Xuân. Hồng. Quỳ. Xuân. Đúng rồi. Ok, đây là gì ạ? Qua. Rồi. Quân. Qua, qua, qua. Qua. Nào, u ăn hò là u này, a n mới đọc là quan, còn u e n mới đọc là quân. Nhưng mà khi mà nó có ví dụ có âm s đi thì nó sẽ biến chữ e này, nghĩa là chữ e này sẽ biến mất, còn lại là s h u n nhớ. Đây là quan, còn quân thì sẽ không chữ e đâu ạ. Nhớ, quân thì nó chỉ có u và n thôi, cho nên là mọi người đừng nhầm lẫn nhá. Nào, bây giờ đây là gì ạ? Qua. À, chắc âm là qua. Qua. Rồi, đây là gì ạ? Quan. À, quan. 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 Đúng rồi, chính xác. Cua. Cua. Đúng rồi. Cua. Đúng rồi, chính xác. Cua. Đúng rồi. Cua. Cua. Ba. Cua. Ok, chính xác rồi. Nào, âm cuối cùng của chúng ta rồi. Âm cuối cùng đây. Nào, âm này là âm vần mẫu ghép bắt đầu từ U, đúng không? U hai chấm trên đầu gọi là U, đúng không nào? Hai âm
tấn nào được, phải dài rồi. Nào ông lại đọc là Yue. 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 Yuan. 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 Ok, nào ông đọc nhá. Yue. 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 Yuan. 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 Ok, nào khi câu này đứng một mình thì nó sẽ biến thành những câu này đây. Ok chưa? Đó là đáp án đó là gì? Yue. 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 Yuan. 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 Ok, nào. Y khi mà kết hợp với thành mẫu gì ạ? Z, quiz thì nó sẽ bỏ hai chấm ở phía trên cho U đi. Còn Y mà kết hợp với NL thì nó vẫn giữ nguyên. Nghĩa là sao? Nghĩa là âm Y này và tất cả những cái âm mà bắt đầu bằng âm Y là U hai chấm á thì nó chỉ kết hợp được với năm vật mẫu, đó là gì ạ? À, là với năm thanh mẫu, đó là Z, quiz và NL thôi. Được chưa ạ? Cái này trong quá trình học mình sẽ nhớ. Buổi đầu tiên mình chưa thể nào mà nhớ những cái lượng kiến thức nhiều như vậy đâu. Thế cho nên cái buổi đầu tiên là buổi làm quen hay gọi là buổi nhập môn của chúng mình ấy. Thì đến buổi thứ hai bắt đầu cô giáo sẽ nhắc lại những kiến thức này cho mình. Và sau này khi mà vào các cái buổi học, xin chào hỏi các cái chủ đề thì mình sẽ ôn lại, tiếp tục ôn lại những kiến thức như thế này. Cho nên là buổi đầu tiên không bắt mọi người phải nhớ hết đâu nhá. Không phải nào hết tất cả những kiến thức trong đầu như này không nhớ được. Đúng không? Thì là mình chỉ làm quen, gọi là làm quen biết nhau thôi. Được chưa? Để sau này mình gặp phòng mình đỡ bỡ ngỡ, được chưa nào? Cái từ Z-quiz và LL này nó sẽ kết hợp với tất cả những âm của U hai chấm trên đầu này. Và ví dụ như này là gì? Chi Yun thì sẽ là Không, Chi Yun. Chuyên. Chuyên đúng không? Chi Yue đọc là Chuyên. Đúng rồi. Lưu Yue đọc là Lưu. Đúng không nào? Đó là Chuyên. 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 Và Lưu. Lưu. Rồi, nào bây giờ nhá. Nào bây giờ đọc là gì đây? Chuy rồi, đây là chuy. Đây là gì? Chuy. Đúng rồi, nhớ. Nghĩa là âm U này này kết hợp được với Z quyết, cho nên là đứng đằng sau nó là tuy là U nhưng mà mình vẫn phải suy nghĩ rằng nó là à nó là U đấy, được chưa? Còn đây là gì? Chuy. Chuy. Đây là chuyên. Và chuyên. 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 Đây là gì? Chuyên. Chuyên. Chuyên này đọc là chuyên mà, cho nên dưới này vẫn đọc là chuyên. Đúng chưa? Nào lớp đọc lại nhé, đây là gì ạ? Yuan. Yuan. Đây là chuyên. Và Yun. Đúng rồi, chính xác. Nào, vậy là ngày hôm nay sao? Vậy là ngày hôm nay chúng mình đã học được hết thành mẫu và vận mẫu rồi. Tiếp theo thì nhiệm vụ của bên nhà của chúng ta là sao? Cô giáo sẽ gửi cái bài PowerPoint này, gửi cái bài này vào cho nhóm, cho cả lớp, để cả lớp ở nhà làm nhé. Thì nó sẽ có những cái phần nào gọi là phần kích vào đấy để nghe âm thanh ấy. À có. Có, kích vào đó để nghe âm thanh. Thì mọi người về nhà ôn lại những cái phần thanh mẫu của mỗi đó nhá. Không sao cả, đừng lo lắng, bởi vì các lớp khác cũng đi như thế này mà ra. Các lớp thành tài được, mình cũng thành tài được. Người ta đọc được, mình cũng đọc được, được chưa? Mình không nhanh hơn các lớp khác đâu, mình đang học đúng với tiến độ của các lớp khác đấy. Cho nên là mọi người mới đầu, một hai buổi đầu hoang mang lắm. Ôi, các em học phổ thông. Nhưng đến buổi thứ năm là tuyệt vời nhá, cho nên là cố gắng, không có vấn đề gì cả nhá. Còn hôm nay là buổi đầu tiên của chúng ta là buổi học về ngữ âm. Thì buổi ngày hôm sau của chúng ta là học nốt phần thanh điệu, nghĩa là phần dấu giống như tiếng Việt ấy. Và phần nữa là chúng ta sẽ ôn tập lại những kiến thức mà hai buổi vừa rồi chúng mình học. Nghĩa là buổi ngày hôm nay và một nửa của những buổi sau nữa. Thì một nửa buổi sau là chúng mình sẽ ôn tập lại những kiến thức và ôn tập lại cách đọc. Được chưa nào? Thế là bài tập về nhà của chúng ta là gì? Nghe, đọc lại các âm thanh ô vật mẫu, đọc lại tất cả các nhóm âm mà mình đã học, tất cả nhóm âm thanh ô vật mẫu. Cô giáo cũng muốn chúc cho tất cả mọi người là chúng mình sẽ có thể đồng hành với nhau ở những buổi tiếp theo và chúc chúng mình có một lớp học vui vẻ, hiệu quả, chất lượng, đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn mọi người vào buổi tiếp theo. Ok không ạ? Hảo đó, xin chào.